bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ. Phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ. Nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2016, có những nội dung chính như sau. Y án tử kẻ hiếp dâm đồng nghiệp rồi phi tang xác. Cha đập chết con 5 tuổi rồi chôn xác lãnh 16 năm tù. Thông tin mới nhất về vụ quẹt thẻ bị mất gần 700 triệu. Đôi tình nhân thuê phòng trọ làm căn cứ bắn ma túy. Nam thanh niên bị đánh chết ở công viên Hoàng Văn Thụ. Lê Đồng Việt ở Ả Rập Xê Út bị chủ nhà hiếp dâm. Saddam Hussein bí mật lập phòng tra tấn ở Mỹ. Triều Tiên bắt 20 quan chức sau trận lũ kinh hoàng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo y án tử hình đối với Bùi Thanh Hoài, 30 tuổi, về 3 tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt Lương Tấn Khanh, 39 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai, tù chung thân về 2 tội giết người và hiếp dâm. Theo hồ sơ, Hoài và Khanh làm công nhân tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vào sáng ngày 18 tháng 2 năm 2015, tức ngày 30 Tết âm lịch, cả hai tổ chức tất niên cùng một nhóm công nhân ở quán nhậu gần công ty. Trong đó có chị N, 30 tuổi, ngụ cùng địa phương. Hoài và Khanh rủ chị N vào xưởng nhậu tiếp và được đồng ý. Tại đây, Hoài và Khanh thay nhau hãm hiếp chị N. Khi phát hiện chị N đã chết, Khanh đã đốt xác phi tang, sau đó lấy chiếc xe và điện thoại của chị N. Sau đó, Khanh đã báo cho ban giám đốc về việc phát hiện một xác chết trong khu vực công ty. Hoài và Khanh bị cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng ngày. Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm, 33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 16 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tâm là mất nhân tính, còn có một mức án thích đáng để răn đe. Tâm sống chung với chị Nguyễn Thị Chính, 41 tuổi, như vợ chồng và chưa đăng ký kết hôn, cả hai có 4 con chung. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2015, Tâm dẫn bạn gái mới tên BH về nhà sống chung, nên giữa Tâm và Chính xảy ra mâu thuẫn. Ít ngày sau, Chính đã ôm bé Thái ra ngoài thuê phòng trọ sống. Bé Thắng và bé Thủy sống chung với Tâm. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tâm dọn cơm ra phòng khách để ăn cùng với cháu Thắng và cháu Thủy. Do nhớ mẹ nên cháu Thắng không chịu ăn cơm và tiếp tục khóc. Tâm dỗ dành cháu Thắng nín không được nên đã đập mạnh vào người cháu, khiến cháu tử vong. Trao đổi sáng ngày 14 tháng 10, luật sư của ông Cariciolo David John, du khách bị quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng cho bữa tối, cho biết sẽ gửi đơn tố giác tội phạm yêu cầu khởi tố vụ án. Vị luật sư của du khách cũng cho biết thêm, có buổi tiếp xúc với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và phía sở cũng đã bày tỏ ý kiến để cơ quan công an nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Luật sư của ông Caracciolo Davidson cho biết nếu nhà hàng không rõ ràng số tiền sau khi quẹt thẻ được sử dụng vào việc gì, cố tình không hợp tác giải quyết, có dấu hiệu lẩn trốn không tiếp xúc với cơ quan công an và người bị hại thì đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư này nói, phía bên mình hiện tại đang đề nghị giải trình về việc này. Ngày 14 tháng 10, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đang tạm giữ hình sự các đối tượng Lương Minh Tâm, 36 tuổi, Sa Phi, 36 tuổi, người tình của Tâm, Phạm Viết Thắng, 35 tuổi và Phạm Thuân Trần, 37 tuổi, cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trưa ngày 13 tháng 10, đội cảnh sát ma túy Công an thị xã Bình Dương phối hợp cùng với Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương bắt quả tang Thắng và Trần khi cả hai đang cất giấu gói ma túy đá trong phòng trọ. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma túy từ Tâm về sử dụng. Ban đầu, Tâm khai nhận mua ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh về giao cho Safi, chia nhỏ ra từng tép để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn phường An Bình. Cặp tình nhân này thuê phòng trọ để làm nơi cất giấu ma túy. Công an xác định Tâm từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng đối tượng Safi đang bị bệnh nên được tại ngoại để điều trị. Ngày 14 tháng 10, Công an quận Tân Bình cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người bị đánh chết tại gần khu vực bờ hồ, khu B, công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, Ngờ đi cùng hai thanh niên khác đến, dùng hung khí uy hiếp rồi hành hung Y và Rin để cướp điện thoại nhưng không thành công và bỏ đi. Tiếp đó, Y gọi hai người bạn gồm Nguyễn Văn Hoàn và Trần Ngọc Hòa đến hỗ trợ. Trong lúc cả bốn đang trò chuyện thì phát hiện nhóm Ngờ đi ngang qua. Cả Rin và hai người bạn khác xông tới chỗ Ngờ. Trong lúc ẩu đả, Ngờ bị đánh gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Hai thanh niên đi cùng bỏ chạy. Ngày 14 tháng 10, tin tức cơ quan chức năng thị xã La Ghi, Bình Thuận cho biết bà NTNS, 57 tuổi, nguyên là cán bộ phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, đã tử vong vào tối ngày 13 tháng 10 do đột quỵ. Được biết,
Bé là người môi giới đưa một số lao động ở thị xã La Ghi đi Ả Rập Xê Út để lao động thông qua một công ty mở văn phòng đại diện ở tỉnh Đồng Nai. Theo thỏa thuận, các lao động sang Ả Rập Xê Út giúp việc. Tuy nhiên, khi qua đến nơi, các lao động bị bóc lột phải làm việc từ 17 đến 18 tiếng một ngày. Trong đó, nhiều trường hợp bị ngược đãi và thậm chí có một số trường hợp bị chủ nhà hiếp dâm. Bức xúc trước vấn đề này, người nhà của các nạn nhân và lực lượng chức năng đã kéo đến nhà bà S. Do áp lực từ vụ việc cùng với việc tiền sử bị bệnh tim nặng, bà S đã đột quỵ. Vụ việc đã được cơ quan chức năng thị xã La Ghi điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu từ hai quan chức Iraq giấu tên cho biết, cố tổng thống Saddam Hussein được cho là đã xây dựng một phòng tra tấn bí mật đặt trong tầng hầm của tòa nhà phái độ Iraq ở Liên Hợp Quốc, nằm ở bờ đông New York, Mỹ. Theo họ sẽ giam giữ những người Iraq sống ở Mỹ tới 15 ngày như một công cụ để gây ảnh hưởng. Ông sử dụng điều này như một đòn bẩy để tạo áp lực lên thân nhân của họ phải trở về Iraq và hợp tác với chính phủ. Trong trường hợp nếu những người kia không hợp tác, họ sẽ bị tử hình hành động này tại quốc gia khác. Những căn phòng tương tự cũng được thiết lập tại các đại sứ quán khác của Iraq trên toàn thế giới, trong đó có Đông Âu và các nước Ả Rập. Sau khi ông Saddam Hussein bị lật đổ, tất cả bằng chứng về các vụ việc làm sai trái này đã bị tiêu hủy. Ngày 14 tháng 10, người đứng đầu Hiệp hội Nhân quyền Người tị nạn Triều Tiên của Hàn Quốc cho biết, các đặc vụ an ninh Triều Tiên đã bị bắt giữ khoảng 20 quan chức ở tỉnh North Hamgyong, nơi bị tàn phá nặng nề trong trận lũ lụt cuối tháng 8 vừa qua. Ông Kim Jong-hwa cho biết, chính phủ Triều Tiên đánh giá sạt lở đất cùng với nước tràn từ các hồ chứa là nguyên nhân gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Các quan chức phụ trách việc quản lý rừng và các bể chứa nước có nguy cơ bị phạt ngay cả trong trường hợp họ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim được cho là đã ra lệnh cho họ xây dựng các ruộng bậc thang thay vì trồng cây trên núi. Mưa lớn đã tàn phá vùng đông bắc Triều Tiên cuối tháng 8, khiến cho hơn 130 người dân nước này bị thiệt mạng và khoảng 400 người mất tích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.